khi báo điện tử Tầm Nhìn phản ánh việc xả rác thải trái phép ra môi trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Trường Xuân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, theo thông tin trả lời ngày 27 tháng 10 và theo biên bản kiểm tra ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì cho rằng công ty đã khắc phục ngay nên chỉ nhắc nhở và chưa thực hiện xử lý vi phạm. Còn theo ghi nhận thực tế của phóng viên, số rác thải mà công ty Dày Trường Xuân đã vứt ra chưa hề được khắc phục mà chỉ bị dùng lá cây để lấp lên trên. Và chỉ cần có thế, hành vi đổ thải trái phép ra môi trường đã bị chối bỏ hoàn toàn. Theo biên bản kiểm tra của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì, thì sau quá trình kiểm tra, tổ công tác chỉ đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung theo đúng quy định của pháp luật về môi trường. Ngoài ra, biên bản này không hề tập trung vào vấn đề mà báo phản ánh, mà chỉ chủ yếu đi kiểm tra các báo cáo của công ty, các hồ sơ văn bản giấy tờ như hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải với công ty môi trường và kiểm tra nơi thu gom rác thải trong khuôn viên công ty. Còn về việc phóng viên đã phản ánh một số nhân viên mang rác ra vứt ngay trước cổng công ty thì không hề đề cập đến trong biên bản của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì. Làm việc với phóng viên vào sáng ngày 27 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Văn Thành, chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì cho biết đã thực hiện việc kiểm tra khá kỹ và kiểm tra về nhiều nội dung của công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Trường Xuân. Ông Thành cho rằng công ty này cũng thực hiện khá là cơ bản về hồ sơ giấy tờ và cả an sinh xã hội. Còn rác thải mà phóng viên phản ánh tại thời điểm kiểm tra đã không còn nữa nên chỉ nhắc nhở công ty. Còn xử lý vi phạm thì chưa thực hiện do công ty đã khắc phục. Khi mà có thông tin báo nêu thì họ cũng khắc phục ngay cái việc bên kia. À. Đấy thì cho nên là bọn tôi vừa rồi các bạn mới kiểm tra thực tế và trước mắt là nhắc nhở những cái nội dung đấy đã. À. Còn xử lý vi phạm thì chưa thực hiện. Thực ra thằng này nó là cơ bản đấy. Và còn bằng là mình cũng khẳng định câu chuyện là câu chuyện 100% thì ăn cơm của nó hạt vãi thì không thể nào ấy được, nó cũng khá là cơ bản. Hồ sơ giấy tờ còn an sinh xã hội nữa. Thực tế đi bây giờ thì cái chỗ đấy là nó không còn nữa. Vâng. Cũng dọn dẹp rồi. Sau khi làm việc với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì, phóng viên đã một lần nữa có mặt tại nơi đổ rác thải trước đó đã phản ánh. Theo ghi nhận thực tế thì khác xa hoàn toàn với lời của vị chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường nói. Bằng mắt thường, rất dễ dàng để nhận ra số rác thải mà phóng viên đã phản ánh trước đó không hề được thu dọn khắc phục mà chỉ dùng lá cây và một số loại rác thải rắn khác phủ lên trên. Điều thực sự khó hiểu là sự lấp liếm vụng về như thế này cũng có thể qua mặt được tổ công tác của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì. Việc vi phạm và thoát khỏi chế tài của pháp luật hóa ra cũng chỉ đơn giản đến như vậy. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Trường Xuân cũng đã có văn bản trả lời thông tin trên báo chí. Văn bản của công ty này chỉ trả lời ngắn gọn rằng công ty chúng tôi cam kết không xả rác thải công nghiệp thông thường và rác thải nguy hại ra môi trường theo như phản ánh. Câu trả lời này đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn toàn những bằng chứng thực tế mà phóng viên đã ghi nhận diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Trường Xuân. Thì khi mà làm việc có nghĩa là họ khẳng định là hình ảnh đấy là rõ ràng của công ty họ rồi và không cãi được. Tức là các bà lười đáng nghe, các bà sốt, các bà phải lấy cái bao tải không? Các bà lại vác cả cái bao tải rác các thứ ra đấy xong để nó cho sang cái cổng cũ bên kia mà, hiểu không? Có những cái hình ảnh thì thực tế là hình ảnh thì là cái phản ánh và cái hành vi đã được dọn dẹp chấm dứt rồi thì nó cũng là khó cho anh em quản lý nhà nước của tôi. À. Khi cái công ty họ cam kết thì họ cứ cam kết bình thường. À. Đúng không? Thì mình trong nội dung đấy thì mình sẽ yêu cầu, bởi vì thực ra là lúc thời điểm kiểm tra ấy. À. Thì lúc đấy là không còn nữa. Tất cả một cái là gì, các bà cầm cái túi rác ra, các bà nhặt nốt rác để các bà cho vào cái nhà rác của mình ấy. Vì thực ra cái nhà rác đó là mình có cả cái khu nhà rác riêng của mình ở trong công ty cơ mà. Đấy thế thôi chứ không có vấn đề gì nhá. Trước sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi về việc có hay không việc Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì chỉ kiểm tra một cách đối phó theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Đồng thời cần làm rõ có hay không việc bao che, bảo kê hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao của tổ công tác kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Trường Xuân. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống.
Imperia Smart City, Thịnh Bích, Lit Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Qua đây, báo điện tử Tầm Nhìn kính đề nghị Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và các cơ quan chức năng hữu quan nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và có câu trả lời thỏa đáng đến người dân và bạn đọc. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.